Chào các bạn, thay vì hôm nay giấc mơ đi lịch xa hồ bằng Tesla chưa thực hiện được thì tôi đi chơi tennis rồi. Tại vì lâu lắm rồi mình không có chơi tennis cho nên có lẽ là quên rồi. Bây giờ hôm nay ra đây ngắm các vận động viên gọi là làng chơi. Mình không có partner chơi tennis nhưng mà có lẽ là chỗ này có cái tường có thể chơi tường được. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi không chơi tennis, có lẽ là quên hết mọi thứ rồi. Có cái mới là chỗ này đi đâu mình phải bằng scooter điện. Đi chơi rồi nó rất là dễ, nó đơn giản. Bây giờ tường là có tận ba đồng chí Mỹ chơi cho nên là chiếm hết cả không gian của mình. Bây giờ phải chờ đi xem mấy ông già này đánh đôi vậy. À, nữa mình chơi thì mình sẽ quay cho các bạn coi một chút nha. Tranh thủ lúc chờ thì các bạn ấn nút subscribe bên dưới kênh channel của mình nhé. Sân tennis này khá thú vị bởi vì là nó là cụm sân đất nện. Nhìn thì cứ tưởng là xi măng sân cứng nhưng mà thực ra trong cái lồng này là sân đất nện. Sân của nó đan. Tuy nhiên thì cái chuồng tập tường này là sân cứng. Và sân này khá là tiện bởi vì là có chỗ có bàn ngồi cho khách chờ. Hôm nay mình không có giày tennis thì đi tạm đôi này chơi thôi. Đây này là đôi đi đi Việt dã. Nhưng mà chót không đem theo giày tennis thì chơi đỡ vậy. Mình cười hồi mới qua Mỹ ra sân tennis tập chơi có một ông Mỹ trắng khoe tao đi dạy là một huấn luyện viên, tao đi dạy ở sân West Open ấy. Mình mới gạ vào đánh thử bóp ông với số 0. Mà đấy là hồi mình mới ở Việt Nam qua, người còn trẻ và nhanh nhẹn. Bây giờ chụp ăn ở Mỹ rồi, ăn toàn burger, người mập không chơi được nữa. Giờ mấy ông cha cái nghỉ rồi, chắc mình vào sân tập cái động tí thôi. Thế rồi mấy cha nội cũng về rồi, đến giờ cũng chơi rồi. Lâu lắm rồi không ai chơi tennis cho nên là chân tay chắc là cứng hết rồi. Để đập quả bóng trượt. Lâu ngày không chơi chắc là phải khởi động kỹ ra cái khớp cổ tay của chân, không là chấn thương liền. Hôm nay mình không còn đem microphone gắn vào áo cho nên là âm thanh khả năng là sẽ không rõ lắm, cũng các bạn thông cảm nhé.
Thời tiết ở Florida vào mùa đông nói chung là rất là ấm áp, nhiệt độ hôm nay cỡ 22 độ C, 70-75 độ F, hôm nên là rất là dễ chịu và thoải mái. Đây chính là thời tiết tốt nhất để chơi tennis. Bây giờ mình sẽ vào bóng một tí để cho các bạn tiện theo dõi nha. Lâu ngày chơi vào bóng tay chân chậm chạp hẳn. Bộ môn tennis là bộ môn yêu thích nhất của mình. Môn nhì là golf. Đúng là lâu chơi quên rất nhiều. Ngày xưa mình có giấc mơ là đi thi đấu tennis chuyên nghiệp professional, thi đấu kiếm tiền.
đi đâu kiếm tiền tennis ở Việt Nam cũng được, nhưng mà ở Việt Nam tiền ít lắm. Điều thế là khi là đi đánh độ, mà đánh độ thì phải trả giá rất là nhiều. Chỉ có sang Mỹ là có thể đi thi đấu chuyên nghiệp và có tiền giải thôi. Nhưng mà đấy chỉ là giấc mơ thôi, bởi vì là đấy là nó phải được thực hiện từ lúc nhỏ. Đến tuổi đã phải chơi rồi và chơi liên tục thì mà có thể thi đấu giải chuyên nghiệp mà có tiền được. Đội tuổi của mình rồi thì thậm chí cả những cái tay vợt nổi tiếng và chuyên nghiệp như Roger Federer cũng phải giải nghệ, bởi vì thể lực cũng không cho phép để thi đấu chuyên nghiệp nữa. Mặc dù về kinh nghiệm và kỹ thuật thì có thể nói Roger Federer là không thua kém bất kỳ ai, nhưng mà thể lực không cho phép. Thế còn nếu mà thể lực của Federer còn thì chắc là anh vẫn còn thi đấu. Về tuổi của mình với cả tuổi của Federer là tuổi mình rất là thích là ở bên Nam Mỹ. Nói chung là nếu mà có thể bạn có thể đấu chuyên nghiệp bất kỳ một vùng đâu nào thì chắc chắn là bạn có rất là nhiều tiền. Điều mà khẳng định luôn. Nhiều mà ví dụ như mình ở Việt Nam thì không thể để gì đi thi đấu môn thể thao chuyên nghiệp mà lại có nhiều tiền được. Các bạn nào mà có con cái thì nên đầu tư cho con cái tập thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là nếu các bạn ở. Thôi rồi, về hành trình tiếp theo của mình thì các bạn nhớ nhấn subscribe bên dưới để theo dõi nhé. Mình sẽ update các thông tin về các cái chuyến đi du lịch dưỡng của mình thời gian tới rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn. Buổi tập hôm nay không ra chút mồ hôi nào, nhưng mà tôi cũng để lấy tinh thần là gọi là đi tập lại, tinh thần là quay trở lại với cả tennis. Sau 10 năm mà cái tay yếu đến nỗi mà mở cái chai nước cảm thấy là khó khăn. Nói chung thể thao là phải tuổi trẻ, già rồi là hết rồi. Nên những cái tay vợt lớn còn già rồi cũng phải giải nghệ. Cho nên là khi các bạn mà còn tuổi trẻ thì phải tranh thủ nhá. Một vài năm sau là tự nhiên thấy mình già là mọi thứ là coi như tắt, coi như là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Cho sự nghiệp về thể thao, thể thao thôi, còn đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì vẫn còn có thể suy nghĩ được, làm việc được, nhưng mà hoạt động trí não thôi. Chứ còn các cụ có cái câu nói là khôn đâu tới trẻ mà khỏe đâu tới già, vì thế đó. Già thì được cái là có trí tuệ và có kinh nghiệm hơn. Không phải là trí tuệ hơn nhá, có thể là kinh nghiệm hơn thôi. Còn trí tuệ là phải có kiến thức các bạn. Các bạn phải học nhiều. Học không nhất thiết là ở trường lớp nha các bạn. Với cái thời buổi internet như hiện nay thì học không có nghĩa là phải ở trường lớp. Đấy là điều rất là quan trọng. Vừa đây là vlog ngắn gọn buổi chiều thôi, thì là các bạn ấn nút subscribe bên dưới để theo dõi các video tiếp theo của mình.